thế nào là sanh tử mà mình phải vượt dòng. Vậy thì câu hỏi đầu tiên chúng ta hỏi các vị đi tu, đi niệm Phật để làm gì? Quý Phật tử mình đi tu, đi niệm Phật để làm gì? Có phải là thấy cuộc đời nó quá khổ đau, đi niệm Phật để cho lòng mình nó bình an trở lại không? Hay là những cái nghiệp chướng, những cái quan gia trái chủ mà mình đã nghe các thầy giảng, nghe các thầy dạy, cái mình nghe mình sợ quá, giờ mình phải đi tu. Phải đi tu để làm gì? Để trả bớt cái nghiệp, xóa bỏ bớt cái nghiệp của quan gia trái chủ, đúng không? Nhưng mà thưa các vị, tất cả những điều đó là những điều phụ mà thôi. Cái điều chính yếu của việc đi tu của chúng ta là để vượt thoát sanh tử. Rõ ràng niệm Phật là cầu vãng sinh về cực lạc, về cõi nước của Đức Phật A Di Đà, có đúng vậy không ạ? Đúng rồi, mà về bên đó thì tức là không còn sanh tử, cho nên đó là mục đích. Xin thưa Minh Thiền sẽ tặng các vị một câu chuyện. Có một ông thầy, ông làm tri sự của chùa. Tri sự có nghĩa là người thay thế thầy trụ trì để chăm lo mọi việc ở trong chùa. Nếu mà nói đúng ra là cũng có quyền lực lắm đấy. Thì các vị biết thầy tri sự thay thầy trụ trì lo việc của chùa, thì các vị nên nghĩ rằng một cái chùa không có ít việc, không có ít việc. Ở nhà các vị chỉ có cái nhà nhỏ nhỏ, hai ba đứa con, một vài đứa cháu mà các vị lo cả đời vẫn chưa xong, đúng không? Ở chùa nhiều việc lắm, làm dâu thiên hạ mà, cho nên có nhiều việc phải lo. Thế nên thầy trị sự này hầu như ổng lo việc cho chùa nhiều hơn là cái thời khóa để ổng tu tập. Thì cái bữa đó Diêm Vương mới đi lên gặp thầy trị sự và nói rằng: thưa thầy, tôi đến đây để mời thầy đi về dưới chúng tôi, vì cái tuổi thọ ở trần gian này của thầy đã hết. Thầy trị sự đó ông mới nói rằng: dạ thưa ông, là tôi bấy lâu nay chỉ lo việc cho chùa thôi. Tôi, cái chuyện tu hành của tôi rất là ít, công phu của tôi rất là ít, thế cho nên mà bây giờ ông bắt tôi chết đi thì cũng tội nghiệp cho tôi. Ông cho tôi hẹn 10 năm, tại vì tôi hứa với ông rằng tôi sẽ bỏ bớt công việc. 10 năm mà ông cho tôi được sống thêm, tôi sẽ hứa dành vào thời gian để tu tập. Ông Diêm Vương thì thấy ông này năn nỉ cũng thiết tha, mới nói: thôi, nể tình lâu nay thầy lo việc cho chùa, tôi cho thầy 10 năm nữa để sống. Ông thầy được sống thêm 10 năm, mà các vị biết 10 năm lại đi qua, công việc vẫn không hết, thời giờ thì lại hết. Diêm Vương lên một lần nữa nói: 10 năm rồi tôi hứa với thầy, bây giờ tôi trở lại, thầy tu tới đâu rồi? Thầy cũng kêu: thưa ông, là tôi cũng y như ngày trước, công việc nó cứ đè lên trên đôi vai này không có buông xuống được. Ông kỳ hẹn cho tôi 5 năm nữa đi nha. Diêm Vương thấy ông này cũng tội tội, thôi ta cho ông 5 năm nữa, nhưng chỉ là lần này thôi. Thưa các vị, mới 1-2 năm đầu thì ông lo ông tu ghê lắm, rồi mọi việc chùa cũng chẳng ai lo, thế là ông lại đề cái lưng ra mà lo. Rồi 5 năm đi qua, Diêm Vương trở lên này,
Ông thầy trị sự ông nói thôi bây giờ ông bắt tôi đi đi, tôi không xin nữa, bởi vì xin nó chai cái mặt rồi, mà bây giờ xin nữa thì đâu có được, đã hứa với ông là hai lần rồi. Thưa Diêm Vương dẫn ông đi. Cái câu chuyện này nó có mặt ở trong chốn thiền môn, nhưng thực tế nó chỉ là những câu chuyện mà người ta muốn mượn hình ảnh của một vị thầy để gợi ý, để nhắc nhở cho nhau là thời gian chóng vánh đi qua. Công việc của con người thì thật sự với cái lo của mình đó, mình lo hoài không bao giờ hết được, có đúng không? 20 tuổi các bà cụ ở đây lo làm gì? Sao cái việc ăn học, sao cái việc chiến tranh chạy đạn là lo gì? Lo kiếm cho mình một cái chỗ để nương tựa, đó chính là lo kiếm cho mình một cái tấm chồng. Có ông chồng rồi bắt đầu sanh ra những đứa con đầu tiên phải lo. Rồi đâu đã hết lo ở tại đó đâu. Rồi những đứa con của mình lớn lên mình phải lo cho nó ăn học, lo mọi thứ, rồi phải lo dựng vợ gả chồng cho nó. Lo con chưa xong bắt đầu lại lo cho cháu. Rồi lo tới một ngày mà mình vô trong cái hộp 6 miếng gỗ mình nằm đó, mình vẫn chưa hết lo. Nhưng các vị phải hiểu, Đức Phật dạy con người càng gánh nhiều những cái lo, càng gánh nhiều những cái lo thì con người càng gánh nhiều những sự đau khổ. Có lo là có khổ. Và bây giờ chúng ta đi tu là để tìm cái con đường đặt cái gánh âu lo đó xuống, để tìm lại sự bình yên cho chính bản thân mình. Đặt cái gánh âu lo xuống không có nghĩa là chúng ta bi quan yếm thế, chúng ta chạy trốn tất cả mọi trách nhiệm, mọi bổn phận mà của cuộc đời, của xã hội và của gia đình giao phó cho ta. Không phải như vậy. Mà đặt gánh âu lo có nghĩa là chúng ta có những cái nào nên lo thì lo, những cái nào không nên lo thì đừng có lo. Những cái nào lo mà đem lại cho ta buồn, đau, bất an, sầu khổ thì đừng có lo. Những cái nào lo mà lợi ích cho thiên hạ, lợi ích cho số đông, lợi ích cho nhiều người thì nên lo. Mình cảm kích ông cụ viện chủ ở đây vô cùng. Mình thấy rất nhiều những tổ chức, những địa phương và những đoàn thể dâng tặng ông trụ những cái giấy khen, những cái bằng khen, những cái bằng tuyên dương vì tấm lòng vàng để đóng góp cho việc từ thiện xã hội, vân vân. Mình thấy rất nhiều. Thưa các vị, đó cũng là những cái lo, nhưng mà lo cho số đông, lo lợi ích cho mọi người, lo đem đến cho mọi người sự bình an, sự yên vui. Cái đó nên lo, và đó là trách nhiệm, đó là bổn phận. Và thưa, bây giờ chúng ta trở lại với vấn đề, mình đi sâu vào câu chuyện để thấy thế này nè. Rõ ràng ở trong câu chuyện là ông thầy ông xin Diêm Vương là hứa cho tôi được 5 năm, 10 năm. Nhưng không, thưa các vị, không có. Cái già và cái chết nó không có từ một ai cả. Nó cũng chẳng cho ai hứa hẹn là bây giờ tôi đến, cái chết đến rồi cầu xin là cho tôi được lần để khước lại lần sau rồi hả chết. Không bao giờ có chuyện đó nha. Đừng có nghe ông thầy ông kể câu chuyện cái mình nói mai mốt mình nằm chờ Diêm Vương tới rồi mình năn nỉ Diêm Vương xin cho mình sống thêm ít năm nữa. Không có chuyện đó đâu. Đừng có mơ bạn à. Ở đây á, nhìn nhận rõ vào vấn đề, mình có thể hứa hẹn với mọi người có thể hứa hẹn với mình có thể hứa hẹn với công việc có thể hứa hẹn với mình, nhưng thời gian không có hứa hẹn với mình. Thời gian không hứa hẹn với mình.
và đồng nghĩa là sự già sự chết cũng không có hứa hẹn với mình. Ồ, mới ngày nào ở ngoài đầu đường còn rủi ngựa mà bây giờ trong quách đã nằm yên. Đó là cái câu của cậu Đức nói. Nó là mới ngày nào còn cái sức non trẻ rong ruổi giữa cuộc đời để bôn ba kiếm đồng tiền, manh áo chén cơm, chật vật đua chen với cuộc đời để đem về cho gia đình mình những cái gì mà phẩm giá mà cuộc đời và con người cần thiết nhất. Nhưng mà mới đó tức thì thôi thì bây giờ đã vô trong quan tài nằm bất động như cây khô, như gỗ mục, và rõ ràng là như thế. Cho nên ở đây các vị đi tu là để vượt qua dòng sanh tử. Mà sanh tử có nghĩa là tôi nói những cái âu lo của các vị đấy, tôi nói đến thân phận con người của các vị đấy. Và sanh tử đó chính là mắt xích mà trong lục đạo luân hồi này chúng ta chuyển sanh từ đời này sang đời khác, hình thức này sang hình thức khác, và luôn chuyển luân chuyển mãi như thế không ngừng trong dòng thời gian và không gian bất tận này. Thế cho nên Đức Phật Ngài thị hiện để dạy cho con người những pháp môn tu để tìm đến chân lý. Mà chân lý đó là gì? Là giác ngộ, là giải thoát và đạt được Niết Bàn. Mà Niết Bàn đó ở đâu? Ở chính nay nơi con người của mình. Đạt được Niết Bàn để làm gì? Để con người vượt thoát khỏi sanh tử. Chúng ta đi sâu vào đề tài, Đức Phật chỉ rất nhiều những pháp môn. Và chúng ta hãy đồng ý với nhau rằng tất cả những pháp môn mà Đức Phật dạy đó là những con đường hạnh phúc, là những con đường an lạc và những con đường của Niết Bàn và đưa đến Niết Bàn. Thiền là một pháp môn, tịnh độ là một pháp môn, mật tông là một pháp môn. Tất cả những lời Phật dạy đều được xem là pháp môn. Vậy thì chúng ta hãy hiểu rằng không hề có một pháp môn nào cao hơn pháp môn nào, chẳng có một pháp môn nào yếu hơn một pháp môn nào. Vì chúng ta thường nghe nói rằng người tu tịnh độ là hơi bi quan, hơi yếm thế, tu tịnh độ là dành cho những người căn cơ thấp. Xin thưa không phải như thế. Khẳng định với nhau rằng bất kỳ một pháp môn nào cũng ngang với nhau cả. Chỉ trừ khi sự hành trì của một con người đó có miên mật hay không miên mật, người đó có tinh tấn hay bung lung mà nó trở thành cao hay thấp, trở thành đại thừa hay tiểu thừa và trở thành lớn hay nhỏ mà thôi. Chứ còn thật sự ra không hề có cái pháp môn lớn, không có hề có pháp môn nhỏ. Và nếu như một pháp môn mà được một con người ứng dụng để tu và có được sự an lạc, bình yên và đạt được kết quả là giác ngộ, giải thoát, chứng đắc Niết Bàn, thì pháp môn ấy là pháp môn tối thượng thừa. Mặc dù nó là những pháp môn rất đơn giản mà người ta nói rằng dành cho những ông cụ bà cụ ngồi lần chuỗi niệm Phật, vân vân. Anh nói rằng anh tu một pháp môn là đại thừa, anh cho niệm Phật là tiểu thừa, nhưng anh tu anh không có an lạc, không có bình yên, thì anh vẫn chưa phải là người đi vào trong lời của Phật dạy, chưa phải là người ứng dụng pháp môn tu. Còn anh nói tôi là những người niệm Phật lần sâu chuỗi, thấy như là bi quan yếm thế, nhưng tôi có được an lạc, tôi có được giải thoát, và tôi sẽ là người chứng đắc được cảnh cõi Niết Bàn bằng cách là tôi vãng sanh về thế giới của chư Phật. Đó chính là tôi đang tu tối thượng thừa. Cho nên mấy cụ già của mình đừng có buồn khi nghe ai nói là ôi bây giờ mà còn cầm chuỗi niệm Phật sao nhìn nó bi quan quá, nhìn nó như là trời chết. Không, bỏ sâu chuỗi đi, không niệm Phật người đó mới là đang chết. Cầm sâu chuỗi trên tay và trong lòng luôn luôn nhớ Phật và niệm Phật, người đó đang sống và người đó bất tử. Thưa các vị, dòng sanh tử như tôi đã nói, nó được luân chuyển từ đời này sang đời khác, từ kiếp này sang kiếp khác, từ hình thức này sang hình thức khác. Có thể bây giờ mình mang hình thức là một con người, hình dáng của một con người, nhưng nếu mình không tu tập, mình không tu tập hoặc giả mình không tạo được phước lành, sau khi bỏ hình dáng con người này mình được tái sanh ở một hình dáng khác, hoặc đó là con trâu, con bò, con heo, con chó, vân vân, hoặc là mình sẽ tái sanh vào những cảnh cõi thấp hơn
mà trong kinh được diễn tả đó là địa ngục, là ngạ quỷ. Xin thưa với các vị, nếu như trút bỏ thân phận con người mà để tái sanh, để mang những hình thức đi vào cảnh cõi của súc sanh, của địa ngục, của ngạ quỷ thì khổ đau vô cùng, và mình đã tự phụ đi một kiếp người quan trọng của mình. Hãy mượn một kiếp người quan trọng mà khó có được này để cố gắng tu, để sau khi trút bỏ thân phận này mình sẽ mang một hình hài, một vóc dáng khác. Nếu như chưa ra khỏi con đường sanh tử thì phải đi về cảnh cõi cao hơn chứ không phải là thấp hơn. Đó là nói những người chưa có hạ quyết tâm tu, chưa có niềm tin vững chắc với pháp môn giải thoát của Đức Phật. Còn nếu như các vị là người có niềm tin tu, có nhiệt tâm tu thì phải tự hứa với lòng rằng sau khi trút bỏ cái thân phận làm người này, mình quyết định sẽ hóa sanh trong hoa sen của cảnh cõi của Đức Phật A Di Đà. Có làm được không? Làm được không? Nó khó quá. Thưa thầy, là thầy nói tụi con nghe rất thích nhưng mà làm khó quá, có đúng không? Hồi xưa tôi kể lại cái câu chuyện mà Hòa Thượng Thiền Tâm ngài kể ở trong cái quyển Niệm Phật Thập Yếu. Hòa Thượng Thiền Tâm nói ngày trước đây có một sư cô, sư cô ra trước mọi người, trước đại chúng, sư cô mới phát nguyện rằng kể từ nay con nguyện sẽ tịnh khẩu để niệm Phật. Tịnh khẩu có nghĩa là không bao giờ mở miệng để nói chuyện với bất kỳ ai. Thấy điều đúng, điều sai, điều phải, điều trái gì đó cũng thầm lặng mà niệm Phật. Thì có một ông thầy, ông thấy bà cô này tu cũng được đôi ba tháng, thì trong lòng ông muốn nói là đâu để mình thử coi cô này cũng có giữ cái lời nguyện được hay không. Buổi sáng đó ông đi ngang qua cái chỗ bà cô bà ngồi bà niệm Phật đó, bữa lần sửa chữa và niệm Phật, cái ông thầy ông mới nói nhìn cái mặt bà ác chết đi được mà niệm Phật cái gì. Bà sư cô bà trốn mắt bà nhìn, nhưng mà bà kìm lại được cái sự giận tức trong lòng mình. Bà im không nói gì hết. Cái ngày hôm sau ông thầy ông mới thử, mà ông thử cái kiểu này mới trái nhà người ta này. Ông đi ngang cái ông kêu một người Phật tử lại, ông chỉ, ông kêu ôi cái bà sư cô này hồi đó bà giật chồng người ta. Bà sư cô tức quá, đang cộng sâu chuỗi vậy nè, quăng đi, đứng lên chỉ. Ông là ông thầy tu mà ông đi sỉ vả người khác, ông đi nói xấu người khác. Tôi tu hồi đó giờ tôi giật chồng của ai? Cái bà nổi sân lên, bà chửi ông thầy một trận. Ông thầy ông mới, tôi sám hối sư cô, tại vì tôi thấy sư cô phát nguyện là tịnh khẩu tu, cho nên tôi thử coi sư cô tu tới đâu thôi, chứ tôi đâu biết sư cô nóng như vậy. Thưa, có những cái mà chúng ta mượn ngôn ngữ gọi là chúng ta cố chấp vào hình thức mà quên bỏ đi cái nội dung bên trong, có nghĩa là quên bỏ đi cái tâm bên trong. Đôi khi mình nghĩ rằng mình im lặng đó mới là tu. Nhưng im lặng như thế nào là tu và không im lặng như thế nào là tu? Im lặng mà ở ngoài miệng mình thì im lặng, nhưng trong lòng của mình chưa từng im lặng. Trong lòng của mình bao nhiêu thứ ngôn ngữ nó ngổn ngang, nào là buồn, thương, giận, ghét, rồi bất an, rồi đau khổ. Những ngôn ngữ trong này nó không im lặng thì thưa các vị, ở ngoài các vị có khóa miệng mình lại thì xin thưa vẫn chưa phải là người im lặng. Người khéo tu cốt nắm được nội dung, có nghĩa là trở về được với tự tâm của mình, làm cho tự tâm của mình im lặng. Mặc dù bên ngoài khi nào cần thì nói, tùy duyên để nói, thì người đó mới thật sự chính là người im lặng, là người tịnh khẩu.
ngoại đạo. Mình dùng cái từ ngoại đạo tức là những người không đồng tôn giáo. Có những ngoại đạo họ tu khổ hạnh vô cùng, họ không ăn uống như mình. Có thể là họ ăn lá cây, ăn vỏ cây. Họ không ngủ trong nhà, trong chùa như mình, họ ngủ ở ngoài gốc cây. Họ không tiếp xúc với bất kỳ ai. Họ tu ở trong rừng, nhưng nếu họ thấy ai mà đặt chân đến đó thì họ liền trốn vào trong rừng sâu hơn để tu. Và họ dùng cái lối khổ hạnh ép sát để tu. Và Đức Phật Ngài khẳng định rằng đó là một trạng thái, đó là một trạng thái cũng còn vướng kẹt ở trong phiền não và vẫn còn hệ lụy trong sinh tử khổ đau, bởi vì họ chỉ biết tu ở cái thân mà quên đi tu cái tâm. Và Đức Phật dạy những người con của Đức Phật rằng hãy tu thân và tu luôn cả cái tâm. Như hồi nãy mình kể câu chuyện đó, phát nguyện im lặng, ở ngoài miệng im lặng như trong lòng lại bắt đầu có những sự ngổn ngang. Nhưng rồi đến một lúc ông thầy ổng nói những câu xúc phạm quá nặng nề, ổng vu khống cho một cái thì bao nhiêu cái ngổn ngang ở trong này nó bộc phát ra bên ngoài hết. Hạnh nguyện mình không tròn, và tất cả những người Phật tử tu bây giờ cũng thế. Chúng ta niệm Phật, mình thường nói rằng không, bây giờ ai chửi tôi cũng lần chửi niệm Phật, ai mắng tôi cũng lần chửi niệm Phật, ai có nói xấu tôi cũng lần chửi niệm Phật. Mình chửi mình cái Nam Mô Di Đà Phật thấy giỏi rồi đó, nhưng trong lòng các vị có ngổn ngang không? Có không? Nếu như mà trong lòng các vị có sự ngổn ngang thì trước sau gì cũng chửi lại người ta thôi. Dễ lắm, dễ chửi lại người ta lắm đó. Hôm bữa mình đi giảng ở trên Bảo Lộc, hồi đó mình đi xe khách, mình giảng xong trên đường mình đi về, thưa đại chúng là lên xe mình ngồi, thì tự nhiên có một cái anh, ảnh ngồi cái ghế sau mình. Mình lên trước, ảnh lên sau, thì ảnh lên đi ngang mình là ảnh thấy mình cái ảnh la lên câu là ôi Thượng Đế ơi. Cái này là mình kể với cái công tâm và sự thật, chứ mình không hề nói xấu ai nghe. Thì ảnh ngồi vô phía sau lưng mình á. Thưa các vị, cái ghế mình ngồi trước ảnh tròn cái tay lên, cái ảnh lấy cái tay ảnh khều cái đầu mình. Dễ nói nóng thiệt á chứ. Khiều một lần là khiều hai lần cái ảnh mới nói là, ảnh nói mà cái kiểu ảnh nói khích mình, ảnh kêu trên đời này chỉ có Chúa mà thôi. Thế mình nghe vậy mình cũng cười, mình biết đây là một cái con người đang đến để đối đầu với mình, cho nên mình phải nhịn. Xe đến trạm dừng chân, mình đi xuống mình rửa mặt, mình đứng bên này rửa mặt, anh đứng bên kia anh rửa mặt, cái anh hứng nước anh tạt mình. Nói thiệt với các vị, mình ưng cái kiểu mà răng đổi răng, môi đổi môi vô cùng. Định xăng tay áo lên mà mình nhìn lại mình thấy anh ta to con quá. Giờ mà xăng tay áo lên quýnh mình xịt máu mũi, mình quýnh đâu lại. Thôi ráng nhịn. Nhịn mà trong lòng nó không có được không có được yên, nó cứ hầm hầm hầm. Rồi thưa là ảnh lên xe, ảnh lại bắt đầu ảnh chọc ghẹo mình tiếp. Nhưng mà mình tự nhủ với lòng rằng đây là thử thách để coi mình có biết tu hay không biết tu. Ảnh chọc, ảnh ghẹo, ảnh làm gì đó ảnh làm, ảnh cứ lấy tay, ảnh cứ khều khều đầu mình. Cái mình cứ nghĩ thì mình cứ xem như là người ta muốn được cạo đầu mà chưa cạo đầu, bây giờ người ta rờ thử cái cảm giác nó như thế nào để bữa người ta đi cạo đầu vậy đấy.
Nghĩ vậy cái mình, trong lòng mình nó nhẹ nhàng. Cái tới Biên Hòa thì anh ta xuống xe, mà có một cái điều mà khiến cho mình vỡ ò mừng với cái sự nhịn của mình, đó là trước khi anh xuống xe, anh đi lại, anh bước qua, anh lại ngay ghế của mình, chắp tay lên, anh mới nói: "Mô Phật, bạch sư phụ, sư phụ mới là người tu." Mừng chi mà không mừng, nhịn có một chút thôi mà mình thấy cái giá trị của mình trong lòng người ta được nâng cao. Còn nếu như thí dụ tôi đứng tôi cự với anh ta, tôi cãi với anh ta, hay là tôi xăng tay áo lên với anh ta, thì xin thưa mình không ra gì cả. Họ nói mình sao tu mà mới bị có chút xíu mà nổi giận. Cho nên từ cái chỗ đó mình luôn luôn rút kinh nghiệm cho bản thân mình rằng, nếu như sau này lỡ mà có ai chọc, mình cứ nghĩ rằng đây là những con người mà họ thử thách, họ thử thách mình, họ coi mình tu tới đâu. Đừng nghĩ là họ chửi mình thiệt, đừng nghĩ là họ đánh mình thiệt, đừng nghĩ là họ nói xấu mình thiệt, mà hãy nghĩ rằng họ là những vị Bồ Tát đến và hãy đem cái nghị lực, đem đến trí tuệ và đem tới cái sự nhẫn nhịn cho mình. Nghĩ được điều đó, mình sẽ lướt qua được tất cả mọi thử thách trong gai rất bình lặng. Và xin thưa, ở mỗi cái nhìn chúng ta vướng vào cái nhìn, ở nơi cái nghe chúng ta vướng vào cái nghe, ở nơi thức ăn ta vướng vào thức ăn, ở nơi sự xúc chạm ta vướng vào xúc chạm. Đó là con đường dẫn chúng ta đi trong sanh tử, đời này sang đời khác, trập trùng không bao giờ ngưng. Thế phải tu cái hạnh bất động của tâm. Hạnh bất động của tâm có nghĩa là chúng ta thấy vẫn thấy, nghe vẫn nghe, xúc chạm vẫn xúc chạm, tiếp xúc với tất cả mọi thứ, nhưng đừng để tâm mình nó lên tiếng nói, đừng để tâm mình nó ngổn ngang, thì con đường sanh tử ngay đây là chấm hết. Bởi vì Đức Phật nói con đường sanh tử nó bắt đầu từ ý niệm của vô minh. Mà ý niệm của vô minh là gì? Các vị nghe nhiều về vô minh, nhưng vô minh có nghĩa là nó không sáng, đơn giản vậy thôi. Vô là không, minh là sáng, vô minh có nghĩa là không sáng. Người không sáng khi mọi việc đến khỏi cái ý niệm tham chấp vào mọi việc, hoặc cố chấp vào mọi việc để rồi sanh buồn, thương, giận, ghét, hỷ, nộ, ái, ố, vân vân. Đó chính là con đường sanh tử có mặt, và người đó đang bị vô minh che lấp. Bây giờ mình muốn thoát vô minh đơn giản lắm. Khi mọi việc nó đến tốt, mọi việc tốt đến mình cũng chẳng mừng, rồi khen đến cũng chẳng vui, chê đến cũng chẳng buồn, ai đó có trách có móc gì, mình vẫn giữ lòng mình bình an. Có nghĩa là các vị thoát khỏi vô minh, và các vị đã dứt đi dòng sanh tử ở trong ngay nơi tận cùng của ý niệm. Đó là ra khỏi dòng sanh tử. Và rõ ràng làm sao để dứt được, trong khi mình là một con người phàm phu mới biết tu, làm sao để dứt? Thế cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta: "Hãy, con hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi. Trong những lúc con buồn, trong những lúc con vui, trong những lúc con để bị cái trần cảnh nó làm quấy nhiễu đến con hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, để mọi thứ trong lòng con nó được bình lặng nhờ câu Nam Mô A Di Đà Phật." Như vậy thì chúng ta hãy hình dung rằng dòng vô minh là một dòng sông, nước đang cuồn cuộn chảy, và tất cả mọi con người đều nhảy xuống dòng sông đó để tìm kiếm vàng bạc châu báu, hay là bắt những con cá về để nuôi sống gia đình bản thân, vân vân. Tất nhiên sẽ bị dòng nước ấy nó nhận chìm, nó cuốn trôi và bị chết đuối ở trong ấy. Bây giờ tự nhiên có ai đó đưa đến cho mình một cái bè, một cái phao để mình vượt qua dòng sông đó. Mình mang ơn họ không? Mang ơn chứ. Và thưa các vị, Đức Phật đã thả cho chúng ta một cái bè
Đức Phật đã thả cho chúng ta một cái phao, Đức Phật đã thả cho chúng ta một con thuyền để đưa chúng ta qua cái dòng sông sanh tử ấy. Đó chính là những pháp môn mà ở đây chúng ta nói thẳng, đó chính là câu Nam Mô A Di Đà Phật. Câu Nam Mô A Di Đà Phật đó chính là chiếc bè báo để chở tất cả chúng sanh vượt dòng sanh tử, từ cõi quế độ để đi về tịnh độ, từ cái cõi vô minh để đi đến niết niết bàn. Và các vị là người đã nhận được chiếc bè báo đó, mà các vị đã chịu leo lên bè chưa? Hả? Hay là nhận rồi neo ở đó để cho vui và khoe với thiên hạ rằng: ồ, tôi cũng có chiếc bè để vượt dòng sanh tử, nhưng chưa bao giờ tôi leo lên đó. Chúng ta có chiếc bè, nhưng chúng ta không leo lên chiếc bè đó thì không thể qua dòng sông sanh tử được. Cái tự lực của con người chỉ từ khi những người nào có cái dũng mãnh, có sức định phi thường, thì một phen nhảy vọt vào đất Phật. Đây là câu nói của trong nhà đạo mình: một phen nhảy vọt vào đất Phật. Có nghĩa là những người đó nhiều đời nhiều kiếp đã hành đạo Bồ Tát, đã đi vào cuộc đời mang hành trang của một vị Bồ Tát, cho nên trong kiếp này chỉ cần một cái thấy, một cái nghe hay một cái duyên đến, ngài có thể chứng nhập được niết bàn, giải thoát khỏi sanh tử. Nhưng chúng ta là hàng phàm phu, chưa có đủ cái phước cái đức đó đâu, cần phải nương vào chiếc bè báo, mà chiếc bè đó chính là câu Nam Mô A Di Đà Phật. Các vị hãy nghĩ rằng cuộc đời này nó có đầy dẫy những sự bất an đau khổ, con người ta sống thường không thật lòng với nhau, thường hay giả dối, thường hay lừa gạt nhau, thường dối trá nhau, cũng vì lợi ích của đồng tiền và lợi ích của vật chất họ có thể tàn hại lẫn nhau. Và đó chính là những cơn sóng giữa dòng sông, những dòng biển, đó chính là những con cá nó chờ để ăn thịt những người lội qua dòng sông ấy. Và chúng ta là những người đang đứng trên chiếc bè của câu niệm Phật, chúng ta thoát khỏi được cái gì? Thoát khỏi được những cơn sóng dữ nhấn chìm ta, thoát khỏi được những con cá lớn chờ ăn thịt ta. Nhưng nếu các vị bỏ đi chiếc bè ấy thì những chuyện đau khổ, những điều tối đen và xấu xa nhất nó sẽ ập đến với các vị. Cũng vậy, nếu chúng ta luôn giữ cái tâm tu, luôn nhớ về câu niệm Phật, luôn nhớ về danh hiệu của Đức Phật, và luôn luôn miên mật hành trì, thì tất cả những sóng gió của cuộc đời không thể làm lay động đi một người hành giả. Sóng gió của cuộc đời không thể nhấn chìm đi một người đang tinh tấn tu hành, chỉ trừ khi chúng ta bỏ đi. Chúng ta không tinh tấn, chúng ta không chịu tu hành, cũng như là chúng ta nhảy khỏi chiếc bè để tự lao mình xuống dòng sông, có nghĩa là tự tìm đến cái chết. Tôi nói nó hơi khó hiểu, nó hơi miên man đúng không? Tôi nói nó dễ buồn ngủ quá. Có vị nào ngủ chưa? Người xưa nói rằng ra khỏi bào thai là nhập thai, thánh nhân trông thấy quá bi ai, xét rõ quyển thân là nhơ nhớp, thoát phá mau về tánh bản lai. Đây là những lời mà của những bậc tổ sư dạy chúng ta. Trong dòng sinh tử, chúng ta vừa thoát khỏi bào thai lại nhập vào thai. Cái thân này ra khỏi bào thai lận đận ở cuộc đời có thể là 10 năm, 20 năm, 30 năm, có người sống thọ thì 80-90 năm, có người thì 50-60 năm. Nhưng rồi phải trả xác thân về cho các bụi, mà trả xác thân về cho các bụi là lại bắt đầu chuyển một kiếp tái sanh, rồi lại nhập thai,
và lại sanh ra rồi dưới một cảnh cõi khác, rồi cũng chịu đau khổ, rồi lại chết đi và lại nhập thai. Cuộc đời như thế, cho nên các ngài nói rằng vừa thốt bào thai lại nhập thai. Thì các vị thấy rằng sự sống và cái chết đối với thân phận của chúng ta nó liên tục không bao giờ dừng. Mà rõ ràng cuộc sống này chạy vại theo đồng tiền chén cơm manh áo, niềm vui ít hơn, niềm vui rất nhỏ, sự đau khổ nhiều hơn, sự đau khổ rất là lớn. Nhưng mà chúng ta không biết ngán, không biết sợ. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cứ nghĩ là chỉ có cuộc đời này là hiện hữu, ngoài cuộc đời này ra, hoặc là chết đi mọi thứ sẽ chấm hết, không còn cái gì hiện hữu. Cho nên chúng ta không biết sợ. Nhưng với con mắt của các vị thánh nhân, các ngài nhìn để rồi các ngài thấy rằng sự sống và cái chết giữa cuộc đời này nó là trùng trùng đau khổ. Chỉ có thoát ra khỏi sự sống và cái chết để trở về cái gọi là tánh bản lai mà tổ sư nói ở trong này đó, chỉ có cái đó mới là không khổ, chỉ có cái đó mới là vượt khỏi dòng sanh tử. Mà cái tánh bản lai là cái gì? Cái tánh bản lai là cái gì? Gần nhất và đơn giản nhất đó chính là cái câu Nam Mô A Di Đà Phật mà các vị thường niệm đấy. Các vị có thấy cái giá trị của câu Nam Mô A Di Đà Phật lớn không? Lợi ích không? Giữa cái điếm tiền với cái lần sâu chuỗi, các vị thích cái nào hơn? Trả lời thiệt đi. Cái này là thật lòng mà nói nghe, đưa một cọc tiền tới với đưa cái sâu chuỗi, chọn cái nào? Thọt tay định cầm sâu chuỗi nhưng nói cầm cái sâu chuỗi không có tiền, đối chết thì nắm cục tiền. Có vậy không? Cái đó đối với những người mà họ không biết tu, đối với những người trẻ mà còn hiếu thắng để còn ham hố giữa cuộc đời thì được. Chứ tôi nghĩ các cụ lớn rồi mà chẳng lẽ bây giờ còn thọ tay nắm cục tiền để làm gì? Nắm để làm gì? Ở đây ai mạnh dạn mà nói rằng đưa sâu chuỗi với đưa cọc tiền tới, ai là người cầm sâu chuỗi đưa tay coi thử? Được một người, hai người, ba. Còn tất cả nắm cục tiền á, nắm cục tiền rồi đi về đâu? Người ta nói tiền là gì? Tiền là phù du, nay ở tay người này, mai ở tay người khác. Vậy thì các vị nắm nó có chắc không? Không chắc. Nhưng mà cái sâu chuỗi này nắm là chắc. Cái này không ai giành, không ai giật với mình hết. Vì cái này chính là cái tánh sáng suốt, là cái tâm bình đẳng, là cái tâm thanh tịnh của chính mình. Không ai có thể động tới nó được, không ai có thể cướp đi nó được. Nhưng con người thường hay vì những cái lợi ích nhỏ, hoặc là vì một chút lè lẹ của vật chất, của xa hoa, mà họ quên mất đi cái lợi ích to lớn phía sau. Có thể họ đánh đổi, họ đem cái to lớn vô cùng, họ đem cái sự an lạc giải thoát của họ để họ đánh đổi, để họ mua lấy cái sự đau khổ và bất an. Mua lấy sự đau khổ và bất an. Có những con người họ tu yên bình lắm, sáng tụng kinh, trưa niệm Phật, chiều tụng kinh, tối niệm Phật. Đời sống của một người Phật tử tại gia mà hành trì được như thế thì thật sự thưa các vị, đó cũng như là đời sống của một người xuất gia. An lạc vô cùng trong lời kinh, trong câu niệm Phật. Rồi thời gian đi qua họ thấy rằng sao chuyện tu của mình không có kết quả, bằng cách là họ không có được thần thông, họ không biết được quá khứ, họ không biết được ngày mai. Họ chỉ thấy rằng sao cuộc đời mình nó cứ nhẹ nhàng, sao nó cứ bình yên như thế này.
Nhưng họ quên rằng chính giây phút bình yên đó mới là giây phút giải thoát. Chính cái bình yên đó mới là cái giác ngộ. Chính cái bình yên đó mới chính là cái niết bàn. Còn những cái mà họ muốn, thưa, những cái đó chỉ là những cái gọi là phương tiện, gọi là những cái phụ trợ cho sự an lạc của mình thôi. Nhưng bây giờ có nhiều người tuồn chập cái mình muốn, nghĩ là tôi cố tình để biết được quá khứ, hoặc là tu để cố tình biết được ngày mai, hoặc tu để nhìn một người để biết họ có con ma nào theo không. Cái tu gì kỳ vậy? Có nhiều người tu là tôi muốn bay được, đi chỗ này bay đi chỗ khác, không cần phải đi xe, không cần đi máy bay. Ủa, tu cái đó không khéo tẩu ở nhập ma. Đức Phật không dạy những cái pháp tu như thế. Đức Phật cũng chẳng dạy những người tu ham muốn như thế. Mà Đức Phật dạy những người tu là con hãy tu và cảm nhận được giây phút an lạc, yên bình ngay trong giây phút con tu. Niệm một câu niệm Phật thì phải nhận được sự giải thoát và an lạc ngay trong giây phút niệm Phật. Cảnh cõi của chư Phật nó được sinh ra từ trong tâm thức của mỗi người, từ trong tâm thức của mỗi người. Lòng của anh yên bình, lòng của anh không bị buồn thương giận ghét chi phối, ngay nơi đó cảnh cõi của chư Phật đã có mặt trong lòng của anh, đã được sanh ra. Và anh giữ được sự yên bình, anh giữ được sự nhẹ nhàng của tâm thức như thế này liên tục, có nghĩa là cảnh cõi của chư Phật đang bất tử. Còn như lòng của anh có nhiều những buồn thương giận ghét, hỷ nộ ái ố, thì rõ ràng không hề có cảnh cõi của chư Phật hiện hữu, mà đó là cảnh cõi của địa ngục, của ngạ quỷ, nó đang có mặt trong lòng anh. Tất cả chúng sinh sở dĩ trầm luân trong sanh tử là bởi vì chứa chấp trong lòng quá nhiều những cảnh cõi đau khổ của sáu nẻo luân hồi, buồn thương giận ghét hỷ nộ ái ố, cho nên chúng sinh không giải thoát khỏi sanh tử. Vì vậy Đức Phật dạy con hãy niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà để xóa tan đi tất cả những cảnh cõi đau khổ, để đem ánh quang minh của Đức Di Đà chiếu rọi vào tâm của con, để cho tâm của con nó được bừng sáng. Và đó chính là cảnh cõi vô lượng quang của Đức Di Đà đang hiện hữu ở trong con. Điều này quá dễ, quá đơn giản. Tôi thường hay nói câu niệm Phật không tốn tiền để mua, không mất thời gian để học. Nhưng mà tại sao chúng ta lại không nhớ? Nó đâu có dài. Có cần phải bỏ 5 ngày, 10 ngày để học thuộc lòng câu niệm Phật không? Không. Hay là chỉ cần nghe ai nói Nam Mô A Di Đà Phật là mình liền nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng tại sao chúng ta lại hay quên? Chúng ta quên câu niệm Phật. Một ngày đi qua chúng ta quên nhiều hay nhớ nhiều? Trong vòng thí dụ từ sáng tới chiều là trừ cái giấc ngủ ra cho chúng ta thức, mở mắt thức là khoảng được 16 tiếng đi, cho quân bình 16 tiếng thôi. Trong vòng 16 tiếng đó các vị nhớ câu niệm Phật được mấy tiếng? Sao nhăn mặt hết vậy? Nhớ câu niệm Phật được mấy tiếng? Ai là người trong 16 tiếng nhớ được 1 tiếng? Ai là người trong 16 tiếng nhớ được 2 tiếng? Và ai là người nhớ suốt được 16 tiếng? Giỏi đó hả? Bởi vậy cho nên mình mới thấy là cái nghiệp phàm của mình ẩn chứa trong lòng nó quá nhiều. Thế cho nên cái con đường của thánh giải thoát, mình lúc nhớ lúc quên, khi mê khi tỉnh, thì làm sao thoát khỏi được sanh tử luân hồi?
làm sao qua được cái bờ giác ngộ để thoát khỏi cái cõi mê mờ này. Cho nên cứ trầm trì trong sanh tử rồi lặn lội trong mê mờ mà thôi. Khổ đau lại chồng chất khổ đau. Đôi khi mình tu, mình nói rằng tôi tu để được giác ngộ, để giải thoát. Nhưng giác ngộ đâu không thấy, cứ cũng còn mê mờ như ai. Giải thoát đâu không thấy, mà cứ thấy vướng víu bận hết chuyện này tới bận cái kia. Cái này vừa buông ra cái kia lại mắc vào. Làm sao giải thoát, làm sao an lạc được? Muốn vượt sông sinh tử, nhất định không được bỏ chiếc bè báo, không được nhảy ra khỏi thuyền, không được buông đi cái phao mình đang ôm. Cũng vậy, câu niệm Phật, tôi xin nhắc lại, nếu khi các vị nhớ Phật và niệm Phật, các vị đang sống và bất tử. Các vị buông câu niệm Phật, quên Phật, các vị đã trở thành người thiên cổ. Vì chiếc bè là câu niệm Phật, mà các vị quên câu niệm Phật có nghĩa là các vị đã bỏ chiếc bè để đâm đầu xuống dòng sông đang cuồn cuộn sống. Không bị nước nhấn chìm thì cũng bị cá ăn mà thôi. Rồi thân xác nổi lèo phèo trên mặt biển, uổng đi một kiếp người vô cùng. Cho nên chư tổ nói rằng, nếu như phàm phu chúng ta có được con mắt tệ để thấy được những sự đau khổ mà nhiều đời trước mình đã mang, về sự chia ly, về cái việc mà quán ghét mà gặp gỡ nhau, về sự đau khổ trong chốn địa ngục, đau khổ trong cảnh cõi ngạ quỷ, hoặc là phải chịu đói khát, bị đánh đập, bị chém giết ở trong cõi súc sanh, thì con người không bao giờ dám quên đi cái chuyện tu hành dù chỉ là một phút. Nhưng vì chúng ta không có đủ cái thiên nhãn, cái tệ nhãn để nhìn được những sự đau khổ của nhiều kiếp về quá khứ, thế cho nên trong kiếp này chúng ta có được chút ăn, chút mặc, chút của, chút tiền, chúng ta nghĩ rằng đó là vui sướng. Nhưng xin thưa không, diễn tả rằng ở với cảnh cõi của chư Phật, chư Bồ Tát, nhìn những người đang sống ở trên cõi trời gọi là chư thiên đó, thì chẳng khác nào con người của mình mà nhìn thấy những cái con vật đang sống. Rồi so sánh cái cảnh cõi của cõi trời mà nhìn xuống cõi người của mình, thì cũng chẳng khác nào con người mình đang thấy những chúng sanh đang sống xung quanh, đó là những con vật. Như vậy thì từ cõi Phật mà nhìn xuống chúng sanh thì Đức Phật thương với cỡ nào. Cõi mình là cái cõi dùng cái từ là quế độ, nhưng mà thật sự quế độ nó được bắt nguồn và nó được tuôn chảy từ ở trong lòng của chúng ta. Quế là dơ, quế là xấu, quế là không sạch, quế là nhiễm, quế là bất tịnh. Bởi vì trong lòng mình chứa những cái dơ xấu đó, cho nên mình đặt chân đến đâu thì chỗ đó trở thành nhơ quế. Vì vậy bây giờ hãy làm cho cõi tịnh độ hiện hữu nơi đây và nơi những bước chân mình đi qua, bằng cách là trong lòng mình phải có Phật. Phải có Phật. Trong lòng mình đã có Phật thì từng bước chân mình đi đâu nơi ấy cũng nở hoa sen, mặc dù đó chỉ là sỏi đá. Mặc dù đó chỉ là sỏi đá. Có vị nào có đồng hồ không ạ? Hồi nãy là mình giảng là mấy giờ? 8:30 hả? Bây giờ là 1 tiếng rồi đúng không? Cái nghiệp mình cũng nặng. Cái đồng hồ nào cũng đó mà không thấy. Thấy cái đồng hồ mà không thấy được cây kim. Tính ra tôi cũng già như các vị rồi đó. À,
Thì anh Thọ quay phim anh cho mình giảng 10 phút nữa thì mình giảng 10 phút nữa. Đại chúng ráng ngồi 10 phút nữa để tôi hành hạ các vị. Và ở trong cái pháp môn niệm Phật cần nhất đó chính là cái gì các vị biết không? Cần nhất chính là niềm tin. Cần nhất chính là niềm tin. Ở đây chúng ta nói về niềm tin thôi, không nói về nguyện và hạnh. Nói niềm tin thử. Các vị có tin rằng mình niệm Phật sau này mình sẽ được về với Phật không? Hay là mình chỉ nghe người ta nói rồi mình làm theo, chứ thật sự trong lòng mình chưa tin? Phải tin nha, phải tin. Đây là lời của Đức Phật Thích Ca dạy, đây là lời của chư Bồ Tát dạy, và đây là lời của chư vị tổ sư chỉ dạy, là lời của những bậc thầy lớn chỉ dạy. Mình phải tin, và tin một cách tuyệt đối. Đừng bị người khác họ nói ra, họ nói vào, rồi mình bị rung lay cái niềm tin. Đó là điều không tốt. Nếu như mình tin vào những điều xấu xa, tin tuyệt đối vào những điều xấu xa, tin tuyệt đối vào những điều tệ hại, thì nó sẽ dẫn mình đến một kết quả rất mau chóng, là đưa đến kết quả khổ đau. Còn này mình tin chắc vào Phật Pháp Tăng, tin chắc vào con đường giải thoát, thì mình sẽ đạt được cái cảnh cõi giải thoát rất mau. Có bà cụ đó, bà là Phật tử, nhưng vì bà sống ở một cái nơi làng quê xa xôi hẻo lánh, tuổi lại già, ít có được đi ra bên ngoài phố thị để tiếp xúc cái đời sống bên ngoài. Nhưng mà bà nghe nói về xá lợi của Đức Phật, nghe nói về xá lợi của các vị thánh tăng, bà mơ ước được một lần chiêm ngưỡng, bà mơ ước được thờ một viên xá lợi, hay là của Đức Phật, hay là một cái xá lợi xương của các vị thánh tăng. Bà mơ ước điều đó quá. Rồi một ngày bà không thể giấu điều mơ ước đó ở trong lòng, bà mới nói với người con của mình. Bà có một người con trai mà anh chàng này chuyên đi buôn bán, là một thương buôn, đi từ tỉnh thành này qua tỉnh thành khác để mua bán. Bà mới nói rằng: con, mẹ là người Phật tử tu đã lâu, và mẹ muốn có một viên xá lợi để thờ, bởi vì mẹ đã nghe nói về xá lợi của Đức Phật, nghe nói về xá lợi của các vị thánh tăng. Mẹ ao ước mẹ có được một viên xá lợi của các ngài để thờ. Một ngày được lễ lại, mẹ có chết mẹ cũng cam tâm. Anh con thương mẹ, có hiếu với mẹ, mới hứa ngay với mẹ: mẹ an tâm đi, chuyến đi buôn tới con sẽ thỉnh xá lợi của Phật hoặc của thánh tăng về cho mẹ thờ. Mà mẹ nghe người con của mình nói như vậy thì trong lòng bà hoan hỷ vô cùng. Hằng ngày bà tinh tấn tu miên mật. Tu để làm gì? Trong lòng của bà nói rằng: mình là một chúng sinh quá nhiều tội lỗi, bây giờ phải ráng tu để có phước, để cho con mình gặp được xá lợi. Phải ráng tu để cho những cái quế, những cái nghiệp xấu nhiều đời nhiều kiếp của mình nó được phủi sạch hết, để mình mới xứng đáng người được chiêm ngưỡng xá lợi và thờ cúng xá lợi. Cho nên bà tu tinh tấn lắm. Rồi Phật tử biết cái anh chàng đó, anh đi buôn, tại vì ảnh là ảnh hứa không thật lòng, ảnh chỉ hứa cho mẹ vui thôi. Cho nên sau chuyến đi buôn ảnh trở về, bà mẹ thấy anh về là ra đón mừng. Xong chẳng nghe anh nhắc về xá lợi, bà cụ mới hỏi rằng: con có thỉnh xá lợi cho mẹ không? Anh nói: mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, là con quên rồi, chuyến này nhiều việc quá. Bà mới nói: chuyến sau con ráng nhớ thỉnh xá lợi dùm cho mẹ. Anh đi một chuyến nữa cũng quên,
Bà cụ bà nói con không thỉnh thì thôi, con nói là con không thỉnh, chứ con hứa để mẹ trông mẹ chờ mà con đi về không không à. Anh này mới ghi vào tờ giấy bỏ trong túi của mình là thỉnh xá lợi cho mẹ. Rồi thưa các vị là anh đi và anh cũng quên, nhưng mà trên đường về cái anh thọt tay vào túi và anh móc ra tờ giấy, anh mới nhớ là đây là lần thứ ba rồi nếu mình không thỉnh được xá lợi cho mẹ của mình thì có lỗi vô cùng, mà anh không biết phải làm sao. Thì anh đang đi trên đường thì anh nhìn lại, anh thấy có một cái con vật đã chết mà thịt da đã phân tán chỉ còn xương thôi, anh chẳng biết là cái con đó là con gì nữa, cái anh mới lượm một miếng xương. Anh nghĩ thế này nè, bây giờ để làm cho mẹ vui mình cứ nói với mẹ đây là xá lợi, rồi mai mốt mình đi thỉnh xá lợi thiệt về được đó thì mình nói là xá lợi thiệt đó quý hơn, mình sẽ đem miếng xương này bỏ đi. Anh mới lấy giấy anh gói ghém rất là kỹ. Anh về thì bà cụ mới chạy ra đón. Bà cụ mới hỏi con có thỉnh xá lợi cho mẹ không? Kêu dạ con thỉnh được xá lợi xương của một vị thánh tăng cho mẹ rồi đây. Vô nhà bà cụ thắp hương thắp trầm đốt đèn vào lên trang nghiêm lắm. Anh mới lấy cái gói đó ra anh mở ra, xá lợi xương đúng là xương thiệt mà chẳng biết là xương của con gì. Anh mới đưa cho bà cụ, bà cụ trịnh trọng đặt lên bàn thờ rồi đảnh lễ mừng mà nước mắt nó tuôn trào. Rồi các vị biết ngày qua tháng lại bà cụ thì bà đâu có biết là xá lợi đó là xá lợi xương con gì đâu, bà cứ tin tưởng đây là xá lợi một vị thánh tăng. Cho nên ngày đêm gì bà cũng thắp hương lễ bái chiêm ngưỡng thành kính vô cùng. Bà đảnh lễ thành kính và bà đặt hết cái tâm tình tu hành của mình vào xá lợi. Bữa đó anh chàng con anh thấy mẹ của mình sao mà mẹ của mình siêng năng quá. Mẹ của mình tin đây là xá lợi thiệt mà ảnh đâu dám nói ra. Thấy của mẹ mình hàng ngày đêm cứ lên lễ lại xá lợi hoài, anh muốn nói với mẹ, nhưng mà một hôm đó anh quyết định là để nói với mẹ. Quyết định thì bà cụ là lúc đó bà đang đảnh lễ xá lợi thì anh lên anh đứng phía sau, anh định đi lại nói với mẹ là mẹ ơi đừng đảnh lễ nữa, đây là xương của cái con gì đó con lộn mới được. Mà anh chưa nói thì một điều màu nhiệm đó là anh vừa mới ti tới định vỗ vai bà cụ để nói, nhưng mà xá lợi bỗng phát hào quang, xương phát hào quang sáng rực cả ngôi nhà. Bà cụ thấy như thế thì nước mắt cứ ràn rụa mà đảnh lễ mừng khôn tả, vì biết đây là xá lợi của thánh tăng và có linh nghiệm. Anh ta thấy hào quang phát sáng thì giật mình mới nghĩ rằng ồ không ngờ Phật pháp màu nhiệm đến thế, xá lợi của một cái con vật, xương của một con vật chết bên đường mình lượm về, mình nói là xá lợi, mẹ của mình cứ đặt niềm tin tuyệt đối đó là xá lợi của thánh tăng và bà đặt hết cái tâm tu hành của bà vào đó, cuối cùng cái xương của con gì cũng trở thành xá lợi thiệt để rồi phát hào quang. Anh quyết định không nói. Và thưa với các vị, ở đây mình trở lại, mình mới thấy rằng niềm tin ở trong việc tu hành là cần thiết nhất và quan trọng nhất. Bởi vì nếu muốn tu được, muốn đạt được kết quả mà không tin thì làm sao tu được, mà không tin không tu được thì không đạt được kết quả. Bởi vậy có niềm tin là căn bản, niềm tin chính là nền tảng cho tất cả những sự hành trì và tất cả những kết quả mình có thể gặt hái được. Vì vậy niềm tin là cốt yếu để đi vào đạo. Bà kia bà tin mà cái xương của cái con gì đó mà trở thành xá lợi để rồi phát hào quang. Mà bây giờ mình phải tin chứ, phải tin rằng trong con người của mình có tất cả những khả năng để đạt được giác ngộ, để đạt được giải thoát.
Mình phải tin rằng mình có khả năng để được vãng sanh về cảnh cõi của chư Phật. Mình phải tin rằng ngày mình lâm chung, bây giờ mình tu theo Phật thì ngày mình lâm chung quyết định Đức Phật Di Đà và thánh chúng sẽ đến rước mình. Mình phải tin vào điều đó. Và có tin như vậy các vị mới có thể tu hành tinh tấn được. Mà các vị có tin như vậy thì điều đó mới có thể xảy ra. Đức Phật không bao giờ rước những con người không tin Đức Phật. Đức Phật không bao giờ đón những con người phỉ báng Đức Phật. Hay là Đức Phật không bao giờ đến với những con người cái kiểu là nửa tin nửa không tin. Đối với Đức Phật, Đức Phật chỉ đến với những người có niềm tin tuyệt đối nơi Đức Phật, có sự hành trì và có tâm thiết tha về với Phật. Và cái điểm đến cuối cùng của chúng ta là trở về được với Phật, với cõi lòng của mình, và trở về được với Đức Phật Di Đà vô lượng thọ vô lượng quang, thì các vị đã vượt qua được dòng sanh tử. Hãy nhớ rằng dòng sanh tử chìm nổi luôn luôn nhấn chìm tất cả những thân phận của chúng sinh trong sáu nẻo, để rồi khổ đau chồng chất khổ đau. Đức Phật là người đang chìa tay xuống và vớt chúng ta ra khỏi dòng sanh tử bằng câu thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật của Ngài. Vậy hãy nắm lấy bàn tay của Đức Phật để vượt khỏi dòng sanh tử một cách nhẹ nhàng nhất, êm đẹp nhất và bình yên nhất. Xin cảm ơn đại chúng đã ngồi lắng nghe, và chúc các vị nắm bàn tay Đức Phật thật vững và đừng bao giờ buông ra để rồi chìm đắm trong dòng sanh tử. A Di Đà Phật.